Việc Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO đã được quan sát dưới một góc nhìn khác. Chuyên gia và nhà báo người Mỹ ông Noam Chomsky đã đưa ra ý kiến của mình nhằm giải thích lý do Thụy Điển và Phần Lan quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO. Trong một cuộc phỏng vấn với New Statesman, ông Chomsky nói rằng trên thực tế, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không liên quan gì đến Nga. Cái cớ này đã được sử dụng, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Chuyên gia người Mỹ lưu ý rằng chưa bao giờ có dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy Nga sẽ có bất kỳ hành động gây hấn nào đối với Thụy Điển và Phần Lan. Hai quốc gia này hoàn toàn không quan tâm đến điều đó và không bao giờ lo sợ về một cuộc xung đột tiềm tàng như tuyên truyền. Việc Helsinki và Stockholm gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương rõ ràng không phải vì lo ngại Nga. Họ muốn gia nhập NATO vì một lý do rất đơn giản, họ có một ngành công nghiệp quân sự tiên tiến khá tiên tiến. Họ đã tích hợp phần lớn trang thiết bị cũng như hệ thống tác chiến vào NATO, tham gia nhiều hoạt động chung. Vì vậy, việc gia nhập NATO sẽ mang lại cho hai quốc gia trên những cơ hội tuyệt vời nhằm khai phá những thị trường mới. Đi kèm với đó là khả năng tiếp cận thiết bị quân sự tiên tiến, chuyên gia Chomsky giải thích. Hiện tại Phần Lan đã có tư cách thành viên NATO, còn Thụy Điển cần chờ đợi thêm một thời gian. Ông Chomsky nhấn mạnh một lần nữa rằng, chưa từng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tồn tại mối đe dọa của Nga đối với Phần Lan và Thụy Điển. Nếu bạn nghĩ về nó, điều này đơn giản là không thể tưởng tượng được. Nhà phân tích lưu ý rằng chỉ có tuyên truyền của phương Tây mới liên tục nói về lập luận rằng Phần Lan và Thụy Điển muốn có tư cách thành viên NATO để được đảm bảo an toàn. Nhưng trên thực tế mọi thứ lại khác, và không có mối đe dọa nào đối với hai quốc gia nói trên. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.